ra chào mọi người đi. Nào, chào nào. Rồi. Bây giờ Bảo Châu sẽ kể một câu chuyện voi hổ tranh tài. Con kể đi. Có một con voi và một con hổ tranh nhau làm chúa rừng. Voi khoe, đứng lại gần đi, tiếng mới được. Đấy, đấy, đứng lui vào đây. Đó. Voi khoe, voi có ngà nhọn và sức bóc to lớn. Con nói đi, và sức bóc to lớn. Hổ nói. Hổ có tai nhảy cao. Hai con. Không con nào chịu thua con nào. Thế là chúng đành phải thi. Voi gầm trước. Nó cất tiếng. Con ghi đi. Đến lượt hổ. Hổ gầm. Gầm. Trong rừng nhớn chim muông nhớn nhác sợ hãi. Kiều nài chạy vội về hang. Thế là hổ được cuộc. Hổ xông lại định ăn thịt voi. Bác voi bảo: đằng nào thì anh cũng ăn thịt tôi, nhưng mà hãy cho tôi về nhà tạm biệt. Tôi về nhà tạm biệt ai? Tạm biệt vợ. Tôi. Vợ con. Để ngày mai tôi ra tôi cho anh ăn thịt cũng không. Không gì. Không muộn. Nào, con chú ý vào nào. Hổ có đồng ý không? Hổ đồng ý. Bác voi về. Bác voi dặn vợ con: vợ ơi, vợ ở nhà phải chịu khó chăm sóc con cái. Còn con phải chịu khó nghe lời mẹ. Chịu khó học gì? Chịu khó học bài. Không được gì? Không được hư. Đúng không? Đúng rồi. Thì bố mới yên lòng. Con đi vào đây nào. Bố mới yên lòng. Sáng hôm sau bác voi đi đến chỗ cho gì? Cho hổ ăn thịt voi. Đúng rồi, cho hổ ăn thịt voi. Trên đường đi bác gặp ai nhỉ? Thỏ. À, bác gặp thỏ. Thỏ nói gì với bác voi nhỉ? Bác voi ơi, sao hôm nay bác lại buồn thế? Đúng rồi, sao hôm nay bác lại buồn thế? Mọi hôm bác rất vui. Bác còn phun nước lên người mọi người nữa. Mà sao hôm nay bác lại buồn thế? Bác voi bảo thế nào? Con ơi, bác bây giờ phải ra cho hổ ăn thịt. Nếu mà con ở nhà, con hãy ngoan ngoãn nhé. Bác hổ bảo sao? À, thỏ bảo sao nhỉ? Thỏ bảo sao? Thỏ bảo gì ạ? Thỏ bảo là gì nhỉ? Bác ơi, bác cho con đi theo bác. Con sẽ trị cho con hổ một trận. Bác voi có đồng ý không nhỉ? Đó. Bác voi đồng ý để cho thỏ đi theo. Thỏ leo tót lên đâu nhỉ? Lên tai. À, lên tai bác voi. Hổ leo tót lên tai bác voi. Thế là gì nhỉ? Thế là đến nơi thấy hổ quẫy. Quẫy. Ôi, vẫy đuôi. Thế là thỏ quát:
À, thằng voi kia, cha mày nợ tao những 10 con. 10 con gì? Cha mày nợ tao những 10 con gì? 10 con gì? 10 con hổ. Sao mày đem trả tao có gì? Có một con. Sức tao phải ăn 10 con hổ và 10 con voi như mày mới được. Gì? Mới gì? Mới được. Mới được. Hổ nghe tiếng làm sao nhỉ? Hổ nghe tiếng làm sao nhỉ? Sợ quá. Cô đang ở bờ hồ nhá, cô đang ở chỗ báo Hà Nội mới nhá. Sao đây nhá? À đây. Khoảng 15-20 phút nữa. Như thế nào nhỉ? Như thế nào nhỉ? Ai ạ? Chú sẽ ôm. Như thế nào nhỉ con nhỉ? Hổ chạy như thế nào nhỉ? Hổ chạy. Xong hổ thở. Hổ đến gốc cây, hổ ngồi. Lại gần đây. Hổ ngồi. Hổ ngồi. Hổ gặp ai nhỉ? Hả? Hổ gặp ai? Hổ gặp khỉ. Khỉ bảo thế nào nhỉ? Bác bị lừa, bị con hổ nó lừa rồi. Bác hãy cho tôi đi cùng với bác ra gặp ai? Hả? Ra gặp voi. Voi. Thế con phải chú ý là chứ. Chú ý vào bà kể chuyện, con phải chú ý là chứ. Đi cùng với bác ra gặp gì? Gặp gì? Voi. Gặp voi để dạy cho nó một gì? Một gì nhỉ? Dạy cho nó một gì? Dạy cho nó một bài học. Thế là bác voi đi cùng, đến là khỉ đi cùng với hổ. Nhưng mà khỉ đi chậm quá thì thế nào nhỉ? Khỉ đi chậm quá thì như nào nhỉ? Khỉ bảo hổ làm sao? Hãy buộc đuôi. Đuôi gì? Đuôi của tôi. Nói đi. Hãy buộc đuôi của tôi vào đuôi của ai? Của anh. Đi cho nó nhanh. Hổ có đồng ý không? Hổ đồng ý. Hổ đồng ý xong như thế nào? Hả? Hổ đồng ý xong như thế nào? Như thế nào ạ? Hổ đồng ý xong như thế nào nhỉ? Hổ đồng ý xong rồi, bác hổ là hổ lấy gì nhỉ? Lấy đuôi của mình buộc vào đuôi của khỉ. Lấy đuôi của mình buộc vào đuôi của khỉ xong thế nào nữa nhỉ? Chạy đến nơi thì bỗng tiếng úi ngã con. Bỗng tiếng hổ quát, khỉ quát. Thỏ quát chứ. A thằng khỉ kia. Con nói đi. A thằng khỉ kia. Cha mày nợ tao những 10 con hổ. Cha mày nợ tao những 10 con hổ. Sao mày đem trả tao có một con? Sao mày đem trả tao một con? Sức tao phải ăn 10 con. Sức tao phải ăn 10 con. Con gì? Con khỉ. Con hổ. Và 10 con khỉ. Khỉ như mày mới được. Mới được. Hổ nghe tiếng nó. Nó sợ quá. Nó quay đầu. Con phải nói đi. Nó quay đầu. Chạy. Chạy rất nhanh. Nó quay đầu chạy rất nhanh như thế nào đấy nhỉ? Nó quay đầu chạy rất nhanh.
Như nào nữa nhỉ? Chạy đến một gốc cây. Chạy đến một gốc cây. Nó làm gì? Ngồi xuống. Thở. Con thở đấy. Và quay lại nhìn thấy khỉ chết nhe răng. Thì nó thế nào nhỉ? Nó nói với khỉ thế nào? Nó đánh khỉ hay nó hôn khỉ? Nó đánh như thế nào? Tát vào má khỉ. Mày đánh lừa tao, mày còn nhe răng mà cười hả? Con nói lại đi. Mày đánh lừa tao mà mày còn nhe răng ra mà cười hả? Câu chuyện tôi kể đến đây là hết rồi. Con nào con đứng lên nào, con nói nào. Câu chuyện tôi kể đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tôi tên là Vũ Nhật Bảo Châu. Con nói đi. Tôi tên là Vũ Nhật Bảo Châu. Phải đàng hoàng chứ. Tôi tên là Vũ Nhật Bảo Châu. Nào quay ra nào, thơm gió một cái là bà bắt máy nào. Nào thơm gió một cái khán giả nào. Mẹ ơi, mẹ chụp cái chiếc kiểu nhá. Nào chụp cái con một kiểu. Mắc cười nào.